Huyện Võ Nhai có 15 đơn vị hành chính, với diện tích thì rộng nhất tỉnh nhưng mà dân số thì ít nhất tỉnh, gặp rất là nhiều khó khăn bởi địa hình đường xá đi lại thì cũng chưa thật sự là thuận lợi, rồi những cái vấn đề phát triển kinh tế của người dân bị ảnh hưởng bởi những cái phong tục tập quán cũng như là cái tư duy nếp nghĩ của người dân tộc thiểu số cũng còn có những cái hạn chế. Địa hình của Thượng Nông là chủ yếu là đồi núi và bao quanh núi đá. Toàn xã hiện nay thì có 7 xóm, trong đó là có 4 xóm ở vùng thấp, còn lại là 3 xóm ở trên vùng lũng. Thượng Nông có tổng số là 14 chi bộ, trong đó là có 7 chi bộ nông thôn với 181 đảng viên. Là một xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ dân tộc thiểu số là 100% là người dân tộc thiểu số và kinh tế ở đó thì rất là kém phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo thì cũng chiếm đến gần 50%. Xã có 3 lũ điển hình là khó khăn và trước đây là chưa có chi bộ. Năm 2018 thì xã Thượng Nông đã tách các cái chi bộ và tất cả các cái lũ thì đều có chi bộ riêng. Mỗi một xóm là có một chi bộ chứ không có xóm nào là không có chi bộ cả. Xã Thượng Nông, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên có 3 xóm là Lũng Hoài, Lũng Luông và Lũng Cà, còn được gọi là Tam Lũng, nằm ở khu vực núi cao hiểm trở. Trước năm 2078, cả 3 xóm đều chưa có chi bộ riêng, phải sinh hoạt ghép với các chi bộ khác. Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với bà con có phần hạn chế. Cũng do không có chi bộ riêng, nên các nghị quyết của chi bộ ghép thường thiếu sát thực với tình hình từng xóm, dẫn đến khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội. Trước thực trạng đó, huyện ủy Võ Nhai và Đảng ủy xã Thượng Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở ba xóm này. Đến năm 2018, cả ba xóm đều thành lập được chi bộ riêng. Xóm Lũng Luông có trên 110 hộ và hơn 700 nhân khẩu. 100% người dân ở Lũng Luông là đồng bào dân tộc Mông. Những năm trước đây, Lũng Luông là xóm nhiều không nhất của xã Thượng Nông. Không điện, không đường, không xóm điện thoại. Trong suốt nhiều năm, đa phần người dân phải ăn mèn mén, củ mài thay cơm. 100% các hộ đều được cứu đói trong thời gian giáp hạt. Cả xóm chỉ có 2 đảng viên phải sinh hoạt ghép ở xã. Và giờ đây, mọi việc đều đã khác nhiều. Có được chi bộ riêng rồi thì thay đổi rất là nhiều cái, ví dụ như là một số đoạn đường nối tiếp vào các cái lũng, ví dụ như là đường lên Thâm Tâm chẳng hạn, và các cái đường điện vào các cái lũng thì nó sẽ vào nối vào nhiều hơn, và các cái công trình cũng như là của Đảng nhà nước hỗ trợ cho, ví dụ như là nhà văn hóa, rồi là các cái nhà trường, rồi là ví dụ như bà con một số hộ người ta cũng phát triển tốt, kinh tế cũng khá giả. Cũng như nhiều bà con ở nơi đây, được sự giúp đỡ hỗ trợ của các đảng viên chi bộ xóm Lũng Luông, gia đình anh Hoàng Thế Vinh này đã có một cuộc sống khá giả, đủ đầy hơn nhiều. Anh Vinh đã mạnh dạn mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để phục vụ bà con trong xóm. Có chi bộ đảng viên trên này rất quan tâm đến bà con và xung quanh trong xóm, là vẫn bà con thì cố gắng để làm ăn, để kinh tế để phát triển lên, để xã xóm phát triển và đỡ hơn. Trong giờ tôi cảm thấy xóm và bà con ở trên này là khá hơn những năm trước ấy. Tại xóm Lũng Cà, những buổi trò chuyện thăm hỏi giữa các đảng viên và bà con nhân dân như thế này là những hình ảnh quen thuộc. Các câu chuyện đơn giản chỉ xoay quanh vấn đề trồng trọt, chăn nuôi, nhưng lại là những chia sẻ hữu ích để bà con có thể học tập, áp dụng vào mô hình của gia đình mình. Gia đình anh Trương Văn Sinh trước đây chỉ nuôi 1-2 con trâu, con bò. Được tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức, anh Sinh có thêm kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay, đàn trâu bò của gia đình anh đã nâng lên tới gần chục con. Lúc trước thì chưa có chi bộ thì kiểu cảm thấy cái đời sống của mình là nó kém. Thì lúc có đi chi bộ thì chi bộ sẽ vận động về để cái chăn nuôi trồng trọt.
là từ đấy con chi bộ về đến đây là tôi sẽ thấy gia đình của tôi sẽ khá hơn, bởi vì nó có nhiều cái giúp đỡ. Khi đã lập chi bộ là có cái các đảng viên gương mẫu là bà con nhìn vào để thực hiện theo các chính sách của nhà nước và đảng triển khai. Xóm thì phối hợp với chi bộ và các đảng viên và ban công tác mặt trận là cũng triển khai và vận động bà con là thực hiện theo chính sách của nhà nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở những lớp tập huấn để mời các nhà về tư vấn để bà con thực hiện theo. Bà con là thấy phát triển thì bà con thấy vui mừng và cũng là cuộc sống cũng cảm thấy khấm khá. Thay vì có hai đảng viên phải sinh hoạt ghép như trước đây, xóm Lũng Cà giờ đã có một chi bộ với 5 đảng viên và đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng cho một quần chúng ưu tú. Số lượng đảng viên dần tăng lên, nghĩa là Lũng Cà lại có thêm những tấm gương tiêu biểu giúp bà con xóa đói, giảm nghèo. Với một xóm nằm ở khu vực hẻo lánh của xã Thượng Nung, phần lớn các hộ gia đình đều thuộc diện nghèo và cận nghèo, thì đây là một bước tiến rõ rệt. Bởi khi có chi bộ, các tổ chức đoàn thể của xóm được củng cố, kiện toàn. Từ đây, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được phổ biến, tuyên truyền, triển khai kịp thời và đầy đủ hơn, nhanh hơn đến với người dân. Các nghị quyết của chi bộ cũng sát thực với tình hình thực tế của địa phương hơn. Trong đó, nổi bật là thay đổi cơ cấu giống ngô, trồng cỏ nuôi bò, tận dụng diện tích đất để trồng lúa, bảo vệ rừng đặc dụng, vận động thanh niên học nghề và đi làm việc tại các nhà máy theo chương trình tuyển dụng lao động của xã. Là một đảng viên ở địa phương thì tôi cũng luôn luôn là đi vận động bà con để người ta nắm được những cái vấn đề mà đảng và nhà nước đề ra ấy. Bà con cũng nắm bắt được để phát triển kinh tế. Chi bộ cũng phối kết hợp là chỉ đạo ban xóm và ban công tác mặt trận và cùng tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân và các chi hội đoàn thể để cùng nhau là phối hợp tổ chức và thực hiện. Ví dụ như là nông thôn mới thì cũng bà con nhân dân là cũng hết sức là nhiệt tình, ủng hộ là tự nguyện hiến đất để làm được. Những cái mô hình dự án mà đảng nhà nước đưa ra thì bà con cũng đồng lòng và nhất trí và cùng nhau là thực hiện để phát triển là xóa đói giảm nghèo. Là xã vùng cao, diện tích đất canh tác ít, không tập trung, địa hình phức tạp, nên việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình kinh tế vào sản xuất trên địa bàn các lũng núi nói riêng và toàn xã Thượng Nung nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, ngại đổi mới, chưa chủ động thay đổi tư duy, nếp sống, cách thức sản xuất. Nếu không có sự lãnh đạo quyết liệt của chi bộ và sự gương mẫu tích cực tuyên truyền, vận động của các đảng viên, thì nhiều phong trào hoạt động ở địa phương không thể triển khai được. Từ khi mà có các cái chi bộ ở các cái xóm ấy, nói chung ấy, và đặc biệt là chi bộ ở ba cái lũng, lũng Luông, lũng Cà và lũng Hoài, thì cái hiệu quả nó phát huy rất là mạnh. Cái tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là giảm từ 8 đến 11%. Đối với các đảng viên trẻ thì cũng có cái sự năng động. Chúng tôi phải lựa chọn những đồng chí bí thư chi bộ là người có cái vai trò và có tiếng nói ở trong người dân, và cũng phải yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ là dựa vào già làng trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền đến người dân. Hiện nay kinh tế xã hội của Thượng Nung thì từng bước có cái sự phát triển, người dân cũng đã chăm chỉ hơn, chịu khó hơn, cán bộ đảng viên thì cũng đã phát huy được cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc vừa là tuyên truyền định hướng, rồi là lãnh đạo chỉ đạo cái việc phát triển kinh tế xã hội ngay trên chính cái mảnh đất của Thượng Nung. Những quần chúng ưu tú cũng đã có những cái sự nhận thức rất là đúng đắn về Đảng và xác định được cái mục tiêu, phương hướng cũng như là cái nguyện vọng chính đáng của mình để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã Thượng Nung giảm trên 8%. Đảng bộ xã kết nạp mới được 5 đồng chí, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra. Đến tháng 6 năm 2024, Đảng bộ xã đã tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra lý lịch 4 quần chúng ưu tú để kết nạp đảng. Có thể thấy dù có một số chi bộ còn trẻ như các chi bộ ở Tam Lũng lại ở vùng đặc biệt khó khăn, nhưng các chi bộ trong Đảng bộ xã Thượng Nung đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào, từng bước làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân nơi vùng cao nhiều khó khăn, góp phần xây dựng thôn, xóm, bản làng ngày thêm đổi mới và phát triển vững chắc.